Chào nhà thuốc, em có cháu 1 tuổi rưỡi bị ung thư máu. Giờ dùng cây dừa cạn kết hợp với cây bồ công anh và cây sả đen sắc nước uống có hiệu quả hay không ạ? Và liều dùng như thế nào? Mong nhà thuốc giúp đỡ. Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì bài thuốc từ cây sả đen kết hợp với cây bồ công anh và cây dừa cạn là bài thuốc nam cho hiệu quả rất là tốt đối với bệnh ung thư máu. Tuy nhiên thì bài thuốc này chỉ dành cho bệnh nhân từ 10 tuổi trở lên. Do cháu còn quá nhỏ nên việc sử dụng thuốc sẽ cho hiệu quả thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bé. Nếu muốn dùng cây thuốc nam thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thông tin thêm với bạn về cây dừa cạn chữa ung thư máu như sau. Từ những năm 1957, cây dừa cạn đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học Mỹ và Canada. Qua nhiều công trình nghiên cứu kỹ lưỡng về cây thuốc này, các nhà khoa học đã tìm thấy trong cây có chứa các chất như là axit pyrocatechic, vinlactin, vincalocolactin, axit oxalic, sắc tố flavonic trong cây dừa cạn hoa đỏ và đặc biệt là chất alkaloid có nhân indo. Hợp chất alkaloid có trong cây dừa cạn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các nhà khoa học đã chứng minh hoạt chất alkaloid có trong cây dừa cạn có tác dụng là ổn định đường huyết, điều trị tiểu đường và bệnh ung thư. Hiện nay, y học cổ truyền nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng cây dừa cạn làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư và bệnh tiểu đường. Hiện nay có rất là nhiều cây thuốc nam được đồn thổi là có tác dụng điều trị bệnh ung thư. Hầu hết các cây thuốc này đều được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian và chưa được khoa học công nhận. Cây dừa cạn đã được là một trong số ít những cây thuốc nam đã được khoa học thế giới chứng minh là có tác dụng điều trị bệnh ung thư. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây chính là cơ sở vững chắc cho những bệnh nhân bị ung thư đang sử dụng những giải pháp điều trị bằng cây dừa cạn. Công dụng chính của cây dừa cạn là giúp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, u bướu, đặc biệt là ung thư máu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, đường huyết cao, rất là tốt cho những bệnh nhân mắc huyết áp cao, giúp an thần, điều trị mất ngủ, tác dụng tốt đối với bệnh nhân bị bệnh bạch cầu, bệnh máu trắng. Cách dùng và liều dùng như sau. Kinh nghiệm dân gian cùng với kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã chứng minh cây dừa cạn là một trong số ít những vị thuốc nam có thể điều trị được ung thư máu, bệnh tiểu đường rất là tuyệt vời. Cách dùng cho bệnh nhân ung thư máu như sau. Dừa cạn 15g, sả đen 30g, lá bồ công anh 30g. Các vị thuốc trên đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước, sắc cạn còn khoảng 700ml nước rồi chia làm 3 lần uống sau bữa ăn 30 phút. Dùng cho bệnh nhân tiểu đường thì cây dừa cạn 10g, dây thì canh 20g, nấu với 1 lít.